Tại sao ngày xưa một bát phở chỉ có 5.000 nhưng bây giờ 5.000 bạn chỉ mua được một đĩa quẩy? Lý do giải thích cho điều này chính là lạm phát. Tin buồn là lạm phát mỗi năm lại tăng thêm. Việc để tiền yên một chỗ sẽ khiến cho chúng bị mất giá. Vậy nên nếu có tiền bạn hãy thử đầu tư. Hãy thử để tiền đẻ ra tiền và đầu tư vào bất động sản. Tôi nghĩ bạn nên thử xem. Và nếu bạn muốn thử sức với bất động sản thì nên vào web này xem nhé. Tôi đánh giá đây là một web khá hữu ích với các tính năng của nó. Bấm vào đây. Như bạn thấy sẽ có một bản đồ quy hoạch được hiện ra trước mắt. Bạn có thể chọn khu vực mà bạn muốn xem. Tôi sẽ lấy ví dụ ở Hà Nội nhé. Bạn có thể thấy ở đây, rất nhiều miếng đất đang được giao bán trên đây. Nếu bạn muốn mua nhà thì web này quả thực là chân ái. Wow. Bạn nên chú ý các mục này nhé, vì nó sẽ giúp ích cho bạn. Quy hoạch năm 2030, kế hoạch năm 2024, quy hoạch phân khu, quy hoạch khác. Có thể tùy vào mục đích mà sử dụng nhé. Sẽ đó cho bạn tại sao nên sử dụng cái web này nhé. Bạn nhìn khu đất này, ba miếng hiện tại đều là đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp, nhưng lại khác nhau ở chỗ miếng sẽ thành đất ở đô thị, nhưng lại có miếng thành đất giáo dục và đào tạo. Sẽ thật là không may nếu mua phải. Ngược lại, nếu mua được hai miếng bên thì xin chúc mừng bạn, bạn đã mua được miếng đất vàng, giá trị sẽ không hề nhỏ. Vậy nên nếu mua đất mà không nên web này chết thì rất có thể bạn sẽ mất rất nhiều tiền. Nếu không may mua phải miếng đất bị quy hoạch không như ý, bạn nên vào ngay ghi lân.vn để kiểm tra quy hoạch nhà đất và xem tất cả các loại bản đồ quy hoạch trên toàn quốc.